Mình đang trong giai đoạn chuẩn bị xe để giao cho anh khách hàng ở Vũng Tàu. Đây là trong những anh khách cũng rất thân bên mình nha. Anh mua cái xe lắp to xong thì anh nói với mình là Dũng ơi, xe anh làm được món gì để phù hợp với mùa đăng kiểm mùa này. Bút xe chuyên dùng 11 giờ. Qua bữa chỉnh thấy bấm ra bấm vô được mà sao tới nay tới ngày giao xe mà bấm vô bị dính. Nó không có chạy vô trong, nó không chạy được phân nửa luôn á. Bị nhận nhiều lệnh quá hả? Ý là chắc nó nhận nhiều lệnh quá hả? Trước nó bị lần chắc tới tuổi rồi á. Dạng dèm nó có thể đứng bất cứ lúc nào luôn á, chứ gần nó khôn cái là nó đứng liền luôn á. Chạy gì giao xe yếu tim mày, thì lúc bấm nó không chạy đó, chạy kia này nó muốn đứng là nó đứng á, đâu có ngọt đâu, đúng không? Xe như vậy nó bấm áp lực cái mồ, hay là cái motor ở trong khi nào nó hư không Long? Hay là motor nó bị yếu chứ sao bữa thay motor vô chạy lẹo quá trời luôn. Cái này chắc đề xuất thay motor luôn cho lẹo quá, đúng không? Phải xin trong hả? Nghĩa là phải bung cái chỗ này ra hả? Ủa vậy làm bữa là thay motor là vệ sinh ở trong luôn à, biết tí nữa 2 giờ anh giao bấm nó chạy nó ra không? Căng quá. Cái này mà đợt trước anh biết là anh cho mấy anh em bung ra vệ sinh luôn rồi. Xin được phương án lên thay motor lên cho thay luôn. Chứ giờ đưa về khách đâu biết làm cái này đâu, ra ngoài người ta dễ tiền nữa. Này, cái này ra ngoài người ta bắt người ta kêu thay mới luôn rồi chứ đâu ai sửa nổi. Có bên mình hay sửa bung ra sửa chứ người ta gặp mấy này người ta ngán cái mồm. Một thân xíu rồi. Cái này để giải quyết dứt điểm mới mở ra chung ở trong vệ sinh nó mới ok được. Chắc thêm lực nữa đi em. Tí nữa em để đây anh bấm ở trong xe coi nó ăn không. Chạy chưa? Chạy chưa?
Bấm giữ hả? Đang giữ luôn á. Mở cái này ra, con lấy ra đây. Tích dẹp nè. Đó, mở đây. Xoay xuống hả? Mở ra. Mở ra là... nó cứng là được nha, anh có nhận. Mở ra nó cứng là nó tới, nó hết rồi đó. Có nghĩa là mở ra vô không? Bung cái hốc ra gì đúng không? Đúng rồi, nó có cái nứt này, cái cứng là nó ra hết rồi đó. À, nó cứng này ra hết, ok. Là cái đó là mình để mình đóng mở bằng tay đúng không? Đúng rồi, xà bằng tay á. Rồi mình khóa này lại là coi như là mình khóa là không cho đóng mở bằng cơ đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok, giờ mình gắn ốc nó vô đây, ốc lục giác đúng không? Xe xe anh có, để anh lấy xe. Để về chắc nó không tưng hả ta? À, anh mua cái xe lắp to xong thì anh nói với mình là Dũng ơi, xe anh làm được món gì để phù hợp với mùa đăng kiểm mùa này. Thì mình đã giới thiệu cho anh một cái gói. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái gói về tính năng về cái loa trung tâm đi các bạn, và cái hệ thống loa đi các bạn. Xe này được anh khách nâng cấp hệ thống âm thanh cực kỳ hay luôn các bạn. Đây, ảnh đã vô cái dàn loa focal các bạn. Cái mặt dưỡng ở trung tâm này mình đã thay cái loa focal nha, và mình còn thay cái loa focal ở bốn cánh cửa các bạn, và hai cửa sau ha. Hai cửa trước thì một cái set loa của focal là cái loa rồi các bạn, loa spot ở đây, loa chép ở đây nha. Để mình test thử âm thanh cho các bạn xem nha. Nghe các bạn. Xe này thì mình cũng đã lắp hộp âm cao bốc nha các bạn. Để chúng ta có thể tùy chỉnh những cái chức năng nghe nhạc. Bây giờ mình sẽ test thử cái dàn âm thanh của loa focal cho các bạn nghe nha. Cái âm thanh full focal nha. Nó gồm có 8 4 loa spot, 4 loa chép ha. 2 loa chép ở cả ở cái cục A. 2 loa spot ở hai cái cửa trước, nhưng mà cửa sau thì nó đồng trục ha, bass chép nói chung. Thêm cái loa focal ngay đây nữa. Đây các bạn nghe. Mang cái không gian nhạc cực kỳ hay luôn. Rất tuyệt vời luôn ha, tất cả những cái chi tiết này đều có sẵn bên mình hết rồi. Mình sẽ chia sẻ thêm về cái ghế chỉnh điện đi các bạn. Cái này hấp dẫn nè, cặp ghế chỉnh điện full chức năng luôn các bạn.
Bạn thấy đó, gồm có những cái tùy chỉnh về điện, về tựa lưng ha, và có vị trí nhớ ghế luôn. Có 3 vị trí nhớ ghế, và xe mình thì có bơm lưng nữa nè các bạn. Đó. Bơm lưng rồi bơm đùi luôn. Đây là bơm đùi. Đây là bơm lưng nha. Chúng ta có sấy ghế và là quạt làm mát luôn. Đây là hai chức năng, sấy ghế hoặc làm mát. Một cụm ghế full chức năng. Đây đây là vị trí nhớ ghế nè các bạn, bấm số 1. Ghế sẽ chạy về vị trí mà chúng ta sẽ đặt ban đầu nha. Và khi mà chúng ta tắt máy thì ghế nó cũng sẽ chạy ở vị trí lùi ra để cho chúng ta, ví dụ để mình chạy ghế nha. Đó. Khi mà chúng ta tắt máy nè, đó cái ghế nó sẽ chạy về vị trí để cho chúng ta bước ra bước xuống nó sẽ dễ dàng hơn nha. Đó. Hai cặp ghế Volkswagen này cực kỳ giá trị luôn các bạn, tại vì đây là cái phôi ghế của Volkswagen gồm có cái tựa đầu và mình đã mai lại với phong cách nắp to các bạn. Phối lại ngồi rất êm rất sướng luôn nha. Và cái ghế bên phụ cũng vậy luôn nha. Ghế bên phụ cũng là một cái dạng ghế điện chỉnh full chức năng luôn các bạn, nhưng mà sẽ không có vị trí nhớ ghế giống như bên tài. Cũng có bơm lưng, cũng có nâng đùi, cũng có chỉnh điện 8 hướng, cũng có quạt làm mát và sấy ha các bạn, sấy nóng. Đó, rất tuyệt vời luôn. Ghế cặp ghế này thì mình có nhiều loại, có ghế của Volvo, hàng tháo xe, ghế của Jawa, ghế của Volvo, ghế của Volkswagen, tất cả cái này đều có sẵn tại bên mình hết. Một phong cách Raptor 2023 mình đã mang thiết kế vào không gian cho xe này của anh khách. Đây các bạn thấy những chi tiết hốc đỏ bao quanh bởi cái màu đen piano, rất tuyệt đẹp luôn ha. Đó, ở phần trung tâm ở đây là những chi tiết về xám mờ các bạn, mình đã chuyển qua màu đen bạc full luôn cái phần tắp lô, và cái phần ở dưới này mình cũng đã làm luôn ha. Và cái phần sơn sơn đen, đen piano cao cấp mà mình đã làm luôn cái hộc này luôn các bạn. Và cái phần phối lại cần tài số mình đã phối lại với những cái đường màu đỏ ở xung quanh là mình bọc da ha, rất tuyệt đẹp luôn các bạn. Kết nối cùng với lại những chi tiết của cánh cửa, đây những cái mảng của cánh cửa, những cái tay nắm mình đã phối lại luôn với chi tiết của cái xe Raptor 2023 các bạn, rất tuyệt vời luôn. Đó là những chi tiết về nội thất chúng ta có thể nâng cấp được khi mà cái mùa tăng kiểm này là mùa khó nha. Đó, ở cụm này các bạn thấy, đây các bạn, mình đã vô cho anh khách một cái bát, một cái lo bát và một cái cảm biến chân ga cây chip các bạn. Cây chip chế độ xanh là chế độ sport nha, chúng ta chuyển qua chế độ vàng chanh là chế độ sport cộng, và chế độ đỏ là chế độ racing. Trong những cái mỗi cái đỏ thì chúng ta còn có đỏ 1+, 2+, 3+. Đây là đỏ 2+, đây là đỏ 1+ ha. Đỏ 3+ sẽ là một cái khủng khiếp luôn các bạn, đạp một cái dính ghế luôn nha. Chúng ta lại kết hợp cái phần cảm biến chân ga này với lại cái bô phía sau các bạn. Đây là cái trong những cái gói về công suất. Đây. 2+ bô xả ở phía sau các bạn. Gói về công suất nó sẽ giúp cho xe chúng ta đỡ hạn chế được chảy chân ga đạp, và cái ga nó lên rất nhanh luôn. Xe nó rất bốc luôn ha. Đây trong cái gói mà mình nghĩ phù hợp với lại những anh khách nào thích chạy gấu, thích vượt và ngán ngẩm cái việc mà chảy chân ga của những dòng xe máy dầu, thì một cái gói gợi ý mình tư vấn cho anh khách. Rồi hệ thống bô này thì mình đã thay từ trước ra sau luôn các bạn. Đó. Nhưng mà trong trường hợp này mình vẫn giữ lại bô zin nha, để cái việc mà thay lắp sau này phục vụ cho cái việc mà đăng kiểm cho khách hàng cũng sẽ dễ dàng hơn. Rồi, sẵn đứng ở phần phía sau mình cũng đã nâng cấp cho xe anh khách này ở cái cụm đèn 2023. Đây là phiên bản Raptor 2021 nha các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy một cái sự khác một chút xíu so với phiên bản 2023 bởi cái sự vuông ở phần đầu. Và mình đã insert cái cụm đèn 2023 cho anh khách này luôn. Các bạn thấy. Và cái phần ốp chữ for phía sau. Đây là ốp composite hàng nhập Thái nha các bạn. Mình đã sơn cái cùng màu chữ for này với lại những cái ốp của bánh. Và trên cái cạnh này mình đã chọn phương án là sơn màu đỏ cùng màu với xe các bạn. Rất đẹp luôn ha. Đây là trong những chi tiết chúng ta có thể đăng kiểm được nha. Và cái tiêu chí nâng cấp xe ở mùa đăng kiểm này bên mình là
dắt cắm và những cái chi tiết gắn thêm, tháo rời rất nhẹ nhàng luôn các bạn. Chúng ta không phải là độ chế, không phải là đục đẽo gì hết nha, nên cái việc mà chúng ta tháo ra lắp vô cũng rất dễ dàng luôn và rất nhanh chóng luôn đó. Và đây là cái thanh khung thể thao 2023 của bảng Whitechuck 2023, mình cũng đã insert lên và gắn thì rất vừa với lại cái form dáng của xe Raptor 2021 luôn. Đây là cái thùng cuộn điện ha, mình đã trang bị cho anh khách. Đây các bạn, ở phần phía sau thì chúng ta cũng không thể thiếu hai cái ti thủy lực để giúp cho cái việc mà nâng thùng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, rất nhẹ nhàng luôn. Ở cái đời 2023 thì ở phần nắp capo thì không có cái ti thủy lực nha, nhưng mà đời 2021 này có. Quá đẹp luôn ha. Đây là những cái gói về cảm xúc nè các bạn. Gói về cảm xúc là anh khách đã chơi về âm thanh. Gói về cảm giác lái thì anh khách đã chơi cái vô lăng đê kết, cảm biến chân ga và cái bô các bạn. Đây, cái vô lăng đê kết, anh khách lại thích cái màu piano ha, để hòa quyện với những chi tiết đen bóng trong xe. Mình đã làm đê kết bọc composite và sơn đen bóng các chi tiết. Và ở đây là mình đã dập vân lỗ da hai bên. Mình đã chọn chẳng là dòng da cao cấp và mình mai đường chỉ màu xanh để cho nó phù hợp với đường chỉ màu xanh của những cái ghế ha. Và đã mình đã đắp cái phần đen bóng của những cái cạnh xung quanh các bạn, rất đẹp luôn. Đây là cái gói về cảm giác lái. Khi mà chúng ta lái xe, chúng ta kết hợp giữa cái cảm biến chân ga, kết hợp bởi những cái tiếng bô và còn cái vô lăng nữa các bạn, thì nó sẽ tăng cảm xúc cho chúng ta rất nhiều luôn. Không thể thiếu phần âm thanh, gói dành cho những người khá giả ha, gói dành cho những người đã vượt qua ở cái việc mà giống như cơm áo gạo tiền các bạn, thì chúng ta sẽ phục vụ về tinh thần nhiều hơn ha, vì tinh thần cũng cần được ăn uống mà. Chúng ta chơi âm thanh, chúng ta nghe những bài nhạc sẽ hay hơn rất nhiều luôn. Ở phần phía sau thì mình cũng đã làm cái ghế trực điện hàng hai các bạn. Mình đã làm dòng ghế trực điện cao cấp nên cái việc mà bấm trượt điện rất nhẹ luôn các bạn. Đó, rất nhẹ nhàng luôn. Và giúp cho cái người ngồi phía sau sẽ thoải mái hơn khi mà chúng ta đi hành trình dài nha. Đây là những chi tiết mà mình đã lược ra để làm sao cho chúng ta có thể sử dụng xe để phù hợp với đăng kiểm mùa này, không có bị khó, không có làm khó chúng ta. Rồi, cái phần ngoại hình bên xe các bạn, mình đã vô cái phần phủ ceramic, trong những gói phủ ceramic cao cấp nhất cho anh khách này luôn. Đó, bề mặt sơn mình đã xử lý lại. Xe này là xe 20 bấm biển tháng 1 2022. Tính ra thời điểm này cũng đã được 2 năm rồi các bạn. 2021, 2022, 2023, tính ra được 1 năm rồi. Bề mặt sơn cũng đã có những cái vết chày nhẹ, nhưng mà bên mình cũng đã xử lý bề mặt sơn và phủ lên gói ceramic giúp cho bề mặt xe sẽ bóng hơn rất nhiều. Và ceramic là một cái dạng phủ gương các bạn. Khi mà chúng ta phủ lên, axit bụi môi trường sẽ ăn mòn vào những lớp đó, chúng ta đi rửa xe sẽ ăn mòn vào lớp ceramic, không mà làm ảnh hưởng bề mặt sơn, giúp cho bề mặt sơn của chúng ta sẽ đẹp hơn. Và khi mà ceramic nó ra ngoài nắng các bạn, thì nó được bị phản ứng với lại cái ánh nắng các bạn, nó sẽ chiếu ra một bề mặt gương cực kỳ đẹp nha. Mình còn trang bị thêm cho anh khách luôn cái cặp gương hậu F150, cái bảng to bự. Cái bảng này thì mình nghĩ nó phù hợp với lại cái dòng xe 2021 các bạn. Nó không phải là bảng to như vậy. Bảng to như vậy thì nó dành cho những cái dòng xe F hoặc là Ford Club to F150 thì nó phù hợp hơn. Với những cái bảng vuông giống như vậy thì mình nghĩ phù hợp với lại Raptor 2021 nha. Cái phần đầu xe, cái phần đầu xe thì mình cũng đã mở full luôn cái phần an toàn dành cho xe này. Ở phiên bản Whitechuck thì chúng ta sẽ thấy được tính năng hỗ trợ đổ xe nha, phiên bản Raptor chúng ta sẽ không thấy. Và phiên bản Raptor được quảng cáo là cũng có tính năng là phanh chủ động, nhưng mà phanh chủ động chỉ có dùng có con cụm camera trên gương thôi, thì phanh chủ động không chính xác nha. Mình đã trang bị vào xe này luôn một cái bộ full cảm biến trước và mở ra tính năng hỗ trợ đổ xe tự động các bạn. Mình lắp 6 cảm biến và mình insert, mình mở tính năng ẩn. Song song đó mình có lắp cục radar. Đây, cục radar ở trên đây để giúp cho xe chúng ta có phanh chủ động và phanh chủ động chính xác hơn rất nhiều luôn. Để mình sẽ chiếu một cái đoạn clip cho các bạn xem khi mà mình test thử xe về hỗ trợ đổ xe và phanh chủ động trước khi mình giao cho anh khách nha. Mình sẽ thử chức năng là phanh chủ động ha, khi mình lắp trên xe Raptor có cục radar thì phanh chính xác không ạ. Đây là anh tài xế đã đứng dậy luôn rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không, xe tự phanh luôn, rất an toàn luôn ha. Khi mà chúng ta nâng cấp 6 cảm biến và cục radar cho xe Raptor, chúng ta sẽ chạy an toàn hơn.
đang thử tính năng hỗ trợ đổ xe tự động khi mà mình lắp cái 4 cảm biến và cục radar cho xe lắp to 2021 nha. Trên xe đã nhận được cái lỗ rồi, đang đánh tay lái luôn nè. Lắp to thì không có hỗ trợ đổ xe tự động ha. Mình đã gắn cảm biến, mình gắn radar, mình sạc tính năng. Đó, mình chỉ vào cần số tới và về thôi. Vô lăng thì xe tự đánh. Rồi, vậy là hoàn thành cái chức năng hỗ trợ đua xe tự động. Vậy bây giờ mình sẽ thử tính năng là ga đổ xe. Ở mình đổ vô rồi, mình sẽ có cái chức năng là mình bấm ga luôn nha. Đây mình sẽ thao tác cho các bạn xem. Số tiếng nè. Rồi và rồi. Tự động hết ha. Đó dừng lại nè, và vào số D nè. Cứ thao tác thôi rồi mình kiểm soát cái chênh thắng thôi là được. Rồi, phần ánh sáng thì một cấu hình ánh sáng siêu sáng luôn. Bạn. Đây là mình đã trang bị hai cặp bi laser. Đó, ánh sáng siêu sáng luôn. Giúp cho xe chúng ta đi đường trời tối xe hiệu quả hơn. Và mình trang bị dẫn thêm một cái cụm đèn xung màu gầm ánh sáng vàng để chúng ta bám đường tốt hơn khi mà chúng ta di chuyển nha. Đó, với cái bộ ánh sáng như vậy thì chúng ta đi đêm, chúng ta đi đường trời tối sẽ không còn nỗi ám ảnh cho chúng ta nữa nha. Nhất là ở những cung đường cho chúng ta chạy 120 km/h, với những tốc độ cao và đi với những con lương nó hơi cong một chút xíu, ánh sáng của chúng ta nếu mà không đủ thì rất nguy hại luôn khi mà chúng ta đi những cung đường đó ha. Và nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị leo lương, dễ bị cán lương khi mà chúng ta đi tốc độ cao nha. Nếu mà ánh sáng đủ giống như vậy thì tầm quan sát chúng ta rất dễ luôn. Mình là trong những người cũng thuộc về mắt kém các bạn. Nếu mà ánh sáng thì không đủ, buổi tối mình cực kỳ ngại chạy xe nha. Nhưng khi mình chạy xe này thì mình cảm thấy rất yên tâm luôn các bạn. Sáng đủ, sáng dày và mật độ sáng nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn nha. Ánh sáng ngoài cái việc mà chiếu xa mà nó còn giải ánh sáng nó còn phải dày nữa các bạn thì nó mới chuẩn nha. Chứ chiếu xa mà giải ánh sáng ở trước nó không có dày thì chúng ta cũng rất khó để chúng ta quan sát cái chướng ngại vật ở phía trước. Rồi, gần như mình đã nâng cấp lại những chi tiết cũng rất cần thiết luôn. Độ nhưng không độ, nâng cấp nhưng không cấp trên cái xe Ford Raptor 2021 này. Các bạn thấy, nhìn sơ qua thì đây là một cái xe nguyên bản, chúng ta không có thấy nâng cấp gì, không có thấy độ đẻo gì trên cái xe này. Nhưng thực sự đó là một cái xe đầy đủ về những cái gói về an toàn, về tiện nghi, về âm thanh, về cảm xúc lái, về những cái giá trị dành cho cái tiện nghi, về cái vẻ đẹp bên ngoài của cái xe nha các bạn. Đó, cái phần cảm biến xuất lớp đầy nổ từ xa mình cũng đã mở luôn để mình mở cho các bạn xem nha. Xe này thì không có được trang bị cảm biến xuất lớp, gập gương theo chìa, auto lên kính, đầy nổ từ xa, bốn cái tính năng ẩn mà dành cho những cái dòng Ford Ranger đời này, đời 2023, cả với đời 2021, 2020 cũng chưa có nha. Mình sẽ bật cái tính năng về cảm biến xuất lớp cho các bạn xem. Đó, PSI 33, 34, 32, 35.
thì nó lại phù hợp với lại cái phần thông số BSI chỗ này nè các bạn. Bạn thấy BSI nè các bạn, chúng ta có 3 thông số chúng ta đo, 3 BSI KPA ha, nó sẽ ở cái mức độ là 35 là ok ha các bạn. Đó, mình đã cài cái biến xuất lớp ở mức độ là 35, nó phù hợp với lại cái bánh xe. Cái này là chúng ta phải làm tính năng ẩn, là chúng ta phải gắn 4 cái cảm biến. Gắn 4 cái cảm biến vào cái lớp xe của chúng ta thì chúng ta mới mở ra được nha. Đó là một cái tính năng ẩn. Tính năng ẩn thứ hai là chúng ta làm đề nổi từ xa các bạn. Mình đã thao tác. Đó các bạn. Lúc này xe được đề nổ và hơi lạnh cũng được thổi ra trong xe. Đây là trong những cái gói về hiệu ứng nhà kính nha. Khi mà chúng ta bước lên để xe ngoài nắng, nếu xe chúng ta mà nóng quá, thời gian lâu dài cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nếu mà chúng ta đề nổ trước khoảng 1 phút, hơi lạnh được thổi ra, chúng ta bước lên sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chúng ta tắt thì chúng ta cũng làm ngược lại thôi. Khóa, mở, khóa. Đây là tính năng gập gương theo chiều nè các bạn. Cái gương này là cái gương F150, mình đã nâng cấp lên. Xe thì cũng chưa có tính năng gập gương, mình bấm khóa. Hai tay gương tự động gập vô. Nếu trong trường hợp, đây, auto lên kính luôn nha. Mình bấm khóa thêm lần nữa. Bấm thêm cái nữa, đó, kính sẽ tự động lên luôn. Đỡ cho chúng ta phải đi tới đi lui. Nếu trong trường hợp cửa hở, đây, cửa hở nha, thì chúng ta bấm khóa, gương vô lại ra. Điều này giúp cho chúng ta quan sát là nếu mà cặp gương gập vô thì trong xe chúng ta hoàn toàn ổn. Thứ nhất là cửa đã đóng, thứ hai là đèn trong xe cũng đã không còn nữa, hay là những chế độ về on, chế độ về đề mi trong xe chúng ta quên tắt á, thì gương cũng là một trong những dấu hiệu để chúng ta nhận biết là trong xe cần phải xử lý một cái gì đó nữa, giống như là đóng cửa lại, gập gương, gương mới vô. Đó, rất an toàn luôn nha. Rồi, ngoài những cái gói này thì còn những chi tiết nhỏ, giống như là mình cũng đã sơn cái phần bốn tay nắm màu đen piano cùng màu, cùng tông với lại những cái gương F150 và tay chắn cửa Thái ha, một trong những dài tay chắn cửa dài đó. Những chi tiết nhỏ nhỏ khác giống như là dán phim cách nhiệt, một trong những chi tiết tuy nhỏ thôi nhưng mà không thể không có, giúp cho xe chúng ta sẽ chống nóng tốt hơn, người lái sẽ đỡ mỏi mắt hơn, và nó sẽ giữ cái nhiệt độ trong xe nó tốt hơn nha, làm lạnh cũng nhanh hơn, vừa tiết kiệm nhiên liệu mà chúng ta lái xe mùa nắng đỡ phải hầm vào mặt chúng ta. Phim cách nhiệt 3M. Phần gầm thì mình cũng đã xử lý vệ sinh gầm các kiểu, tại vì xe này cũng là xe sau 1 năm sử dụng rồi, anh khách muốn làm mới hoàn toàn luôn các bạn. Và bên mình còn chi tiết này nữa các bạn. Mình cũng hay đem cái khăn kế bên mình để mình luôn lau xe cho anh khách nha. Tại vì bên mình cũng đã phục hồi nhựa nội thất. Đây là trong những cái gói rất cao cấp luôn các bạn. Bên mình phải dùng công nghệ xử lý cái bề mặt nhựa để cho cái bề mặt nhựa này nó như mới các bạn. Đó, các bạn thấy trước khi mình nhận thì nó hơi chày, và mình đã phục hồi nhựa các cánh cửa nè. Cái phần cột nè các bạn, bạn để ý cái phần này là cái phần dễ chày nhất nè. Cái phần bước lên bước xuống và cái phần cột A mà nó chạy dài treo bên đây rất dễ chày luôn các bạn. Mình đã phục hồi nhựa nội thất nha. Đó, các bạn thấy như mới luôn các bạn. Và những cái chân ghế này các bạn cũng bị chày theo thời gian, mình đã phục hồi nhựa chân ghế luôn các bạn. Cái phần nhựa ở cái phần tắp lô dưới mình cũng đã phục hồi nhựa luôn. Những chi tiết rất dễ chạy luôn các bạn. Và bây giờ các bạn thấy một cái xe như mới luôn khi mà chúng ta đã phục hồi nhựa nội thất. Ở phần phía sau cũng vậy nè các bạn. Nhờ bạn để ý cái chỗ này rất dễ chạy luôn nè. Đó, nhưng mà mình đã phục hồi nhựa, các bạn thấy không, như mới luôn. Tại vì bên mình phải phun nhựa mới và mình sẽ làm vân lại để cho nó trở lại cái kiểu mà vân nhựa theo ban đầu các bạn. Như mới luôn, tất cả mọi thứ mình đã mai da, mình đã phục hồi nhựa nội thất, mình đã xử lý lại, các bạn thấy tắp pin cửa nè. Sau 1 năm sử dụng chúng ta bây giờ nhận cái xe này theo mình nghĩ là gần như xe mới khoảng 98% luôn các bạn. Đó, rất mới luôn, đầy đủ tất cả những cái nha. Bên mình thì một cái xe hơi thì bên mình làm đầy đủ tất cả các món về ca ke, về phục hồi nhựa nội thất, về gói về âm thanh, gói về cảm xúc lái, gói về
những chi tiết đi theo xe, phục vụ người dùng về tiện nghi, tất cả những cái này đều có sẵn tại AutoStyle bên mình hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên hành trình giao xe về Vũng Tàu cho anh khách. Hẹn gặp các bạn khoảng 3 tiếng nữa nha. Em có gửi lên cable với lại cái hai cặp gương anh. Dạ, lấy cái đó xuống. Dạ, cũng em thấy cũng tuyệt vời luôn anh. Mấy bài nhạc em hay thử anh. Còn ví dụ mình còn tùy chỉnh ở trong cái Chỉnh chép nó lên mà nó dùng. Chép lên ha. Những cái nút hỗ trợ tủ xe nằm vị trí nó hết nè. Đó, hồi cái đó em xài như quay đó, y như quay chắc luôn. Cái đó thì anh biết. Đó, bữa em trước khi giao cho anh em cũng test thử để coi nó có kích hoạt tính năng nữa không. Đó. Cái tính năng xe riêng theo hãng đó đôi lúc nó còn bị mà. Dạ. Nhớ mấy thằng cũng test xe đó cũng bị, ví dụ nó chạy 40 dạ. Thì không bị, chạy 60 nó tung măng ron luôn. Đúng rồi. Đó là đen của cái bô này chạy sung lắm anh, cái bô này gần như giống như cây mới hoàn toàn, xử lý lại hoàn toàn. Chứ xe của anh này em không dám chạy luôn á, là anh biết đó, một lần di chuyển là mất 600.000, thà mất 600.000 em còn ngủ ngon hơn. Lỡ có sự cố gì cái là không biết lấy đâu đền danh luôn á. Anh nói làm mà biết liền. Nó gấp cả mấy chục lần cái 600.000. Đúng rồi, thôi em làm gì em ngủ ngon là em cảm thấy thoải mái nhất à. Mà làm cảm thấy không ngủ ngon em cũng không dám làm nữa. Rồi vậy rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Em cảm ơn anh. Vậy là mình cũng bàn giao xe xong cho anh khách. Rồi cái clip ngày hôm nay mình cũng đã kể được cái quy trình để mình nâng cấp xe, độ xe, làm xe cho khách hàng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu nâng cấp xe, độ xe thì hãy ghé bên số 8 đường 1A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.